Hello, hello, xin chào các bạn đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối tại Gali. Hôm nay đây làm video chạy chút tại vì công ty cũng hơi bận, nhưng mà chúng ta cũng có nhiều cái thông tin ở bật tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nào mà Việt Nam nói chúng ta đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và các bạn cũng đã thấy là giá Bitcoin hôm nay đã tiếp tục có cái sự điều chỉnh xuống, bây giờ đã mức là 40.767 đô. Và ngày hôm nay đã chủ yếu tôi muốn chia sẻ nhiều thông tin lớn với các bạn liên quan đến crypto, liên quan đến tài chính nói chung tại vì ngày mai là một ngày mà rất quan trọng các bạn ngày mai là ngày mà chúng ta sẽ thấy Fed họp cuối cùng của năm nay liên quan tới lãi suất và đặc biệt đó là ngày mai chúng ta hãy xem coi là chủ tịch John Powell có giọng điệu như thế nào liên quan đến năm sau kỳ vọng là chúng ta sẽ thấy có một đợt giảm lãi suất năm sau và nhiều người Chờ đợi đến lúc đó chúng ta sẽ có một cái sự tăng trưởng đột biến cho những cái tài sản các bạn khi mà Fed coi như là kết thúc cái chu kỳ siết chặt rồi bắt đầu thả lỏng đó, thì đó là cái lúc mà nhiều tài sản sẽ bắt đầu đã có sự tăng trưởng còn về việc là có một cái suy thoái tài chính hay là không đó thường sẽ chia sẻ với bạn một lát nữa. Tại vì chúng ta có một cái khảo sát đến từ CNBC. Nhưng mà cho dù có nhiều tin tức ngày hôm nay, cũng không có tin tức nào có thể giải thích trực tiếp hay là ảnh hưởng trực tiếp đối với giá cả các bạn. Nhưng mà những thông tin này đó quan trọng dài hạn mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà bắt đầu từ thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán. Ngày mai đó là cái ngày mà chúng ta đã biết là Fed sẽ công bố lãi suất và họ sẽ công bố vào lúc là 11 giờ trưa giờ Cali các bạn lúc đó đó đã là 2 giờ sáng giờ Việt Nam rồi và sau đó ba 30 phút thì chủ tịch John Paul sẽ có cái lời phát biểu và lúc đó đã là 2 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam rồi tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã ngủ lúc đó nhưng mà tôi sẽ cố gắng để mà chia sẻ trên những mạng xã hội nhưng mà nào mà quan tâm thì có thể theo dõi ngày mai Chứng khoán đó thì kết thúc hôm nay tiếp tục là một màu xanh các bạn. Chúng ta có chỉ số Nasdaq hôm nay đã tăng 0.7%, S&P 500 đó thì tăng 0.46% và Dow Jones hôm nay tăng 0.48%. Hoàn toàn khác với lại chúng ta nhìn vào thị trường crypto các bạn hôm nay có nhiều màu đỏ xuất hiện Và thật ra nó cũng không có mang cái ý nghĩa gì đặc biệt đâu các bạn Tại vì chúng ta đã thấy là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ với là crypto nó đã không còn tương quan như xưa nữa mấy tháng nay thì đương nhiên những lúc mà chứng khoán đỏ đó crypto vẫn có thể xanh được thì ngược lại cũng có thể xảy ra pre market ngay bây giờ đó thì vẫn xanh một chút trước khi mà chúng ta có thông tin từ Fed ngày mai, các bạn thấy được là hợp đồng của dầu đó hôm nay tiếp tục giảm, các bạn bây giờ lại dưới 70 đô la cho một thùng dầu, bây giờ là 68 đô giờ 34 cent cho một thùng dầu. Đây là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đã rất là chậm lại rồi, các bạn. Chúng ta nhìn thấy dầu, cho dù là cái nhóm OPEC Plus họ có cắt giảm bao nhiêu sản lượng, chúng ta vẫn thấy giá dầu đó tiếp tục giảm, tại vì nhu cầu giảm, các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó hôm nay cũng đã dưới 2.000 đô mức là 1993 đô cho một ounce vàng. Crypto đó thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin bây giờ là 40.841 đô. Thì chúng ta cũng thấy là tuy đã có cái sự điều chỉnh khoảng chừng là 10%, nhưng mà các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng một tuần hay 8 ngày gì đó đó, đó là cái mức giá chúng ta thấy. Thuần còn nhớ rất là rõ tuần vừa rồi khi mà thường chia sẻ với các bạn. Cuối cùng thì giá Bitcoin cũng đã trở về 40.000 đô. Chúng ta cũng đã chia sẻ cái meme liên quan đến CZ. Giờ 4 ngón tài đây các bạn nhớ, mới đây thôi. Cho nên trên căn bản này chúng ta làm quen với cái mức giá cao rất là nhanh cho nên khi các bạn thấy được là giá tăng trưởng nhanh từ 40.000 lên tới 45.000 trong vòng vài ngày đó chúng ta lại làm quen với cái giá đó cho nên chúng ta lại cảm thấy là đợt này điều chỉnh sâu nhưng mà trên căn bản chúng ta chỉ trả chơi về cái T khoảng những 8 000 mà thôi. Ý tờ đó thì chúng ta thấy là vẫn hơn 2.100 đô hiện tại mặc dù cũng đã có sự điều chỉnh cùng với lại Bitcoin. Trước khi chúng ta nói tới cái sự kiện liên quan đến lãi suất thì hôm nay chúng ta đã nhận được cái thông tin lớn đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát CPI chúng ta nhận được thông tin này một ngày trước khi mà phép hợp các bạn và chúng ta thấy là chỉ số CPI cũng đã như mong muốn chúng ta thấy được là tháng này là 3.1% so với tháng trước đó là chúng ta thấy được cũng đã có một cái sự giảm xuống chút xíu từ 3.2 xuống còn 3.1 và nó tương tự như ước tính là 3.1%. Không giờ là bất ngờ hết các bạn và Core CPI nghĩa là không tính năng lượng và lương thực thì chúng ta cũng đã thấy được nó mức là 4.0%. Tương tự như tháng vừa rồi và y như ước tính cho nên chỉ số CPI này hôm nay cũng không vừa là quá bất ngờ. Nhưng mà nhiều người đó thì nhìn vào chỉ số này thấy là wow, phần trăm lạm phát CPI không có tiếp tục giảm nữa thì có nên lo lắng hay là không? Tuy là chúng ta thấy là giảm nhưng mà chút xíu thôi từ 3.2 xuống còn 3.1 nhưng mà core CPI đây thì không có thay đổi thì cái này nó tốt hay là xấu các bạn? Và đối thuận đó, cái chỉ số ngày hôm nay rất là tốt thuận đã có thời gian để mà nhìn vào cái chỉ số chi tiết chúng ta có thể nhìn thấy được như là trên màn hình đó, thì các bạn thấy rất rõ ràng điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là giá thực phẩm đã ổn định trong vài tháng qua và cái thường nói đây đó là chúng ta nhìn thấy được cái phần bên trên này đó chính là thực phẩm các bạn food thì chúng ta nhìn thấy được là trong vòng mấy tháng qua đó thì tăng trưởng mỗi tháng từ tháng này so với tháng kia là chúng ta thấy là 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 nó rất là ổn định, giá thực phẩm đó coi như cũng đã có cái độ tăng trưởng gọi là ổn định rồi Và cái mà chúng ta có thể nghĩ một cách đơn giản là chúng ta lấy con số này giống như là các bạn thấy là con số 0. 0.2 đi thì nó đại diện cho một tháng chúng ta nhân cho 12 tháng thì cho các bạn thấy được là thực phẩm tăng đâu đó khoảng chừng là 2.4% một năm cái mức này nó không có quá xa so với lại cái mức 2.0 mà Fed thường hay nói đến các bạn và thực phẩm là một trong những cái yếu tố quan trọng nhưng mà chúng ta ngược lại đó lại thấy một cái mặt hàng giảm rất là nhiều đó chính là năng lượng giảm giá các bạn chủ yếu là tại vì do giá xăng dầu giảm mạnh chúng ta thấy được là giá của hợp đồng dầu đã giảm gần đây và chúng ta có thể nhìn thấy năng lượng nên thì họ chia làm hai, một cái gọi là năng lượng mà các bạn mua như là hàng hóa và một cái là tiêu thụ năng lượng giống như, như là ở nhà các bạn. Các bạn thấy tiêu thụ điện hay là tiêu thụ khí gas thì tuy chúng ta nhìn thấy được là cái mức độ tiêu thụ ở nhà đó thì cái phần trăm giá đó cũng đã tăng so với tháng trước giống như là 0.3 tháng này là 1.4 hay là tháng trước liên quan đến khí gas là 1.2 thì bây giờ là thành 2.8 thì nó có cái sự tăng lên nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là hai cái con số mà màu xanh lá cây trên màn hình các bạn thấy đây là hai con số đại diện cho giá của năng lượng các bạn giá của dầu khi các bạn thu mua về hàng hóa đó thì lại giảm rất là nhiều cho nên dẫn đến cho dù là người dân trả tiền nhiều hơn để mà tiêu thụ điện hay là tiêu thụ khí gas nhưng mà xăng dầu đó thì lại giảm xuống các bạn dẫn đến là chúng ta thấy là năng lượng đã có một cái sự giảm xuống tiếp tục so với tháng trước đó chúng ta đã nhìn thấy được là khi mà nhìn vào energy năng lượng thì đã giảm 2.3% rất là tốt luôn các bạn và khi mà nhìn cái số tổng thì cái mặt hàng khác nó thì cũng ghi nhận cái mức tăng ổn định cái mà thường nói đây đó chính là khi chúng ta nhìn vào không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì chúng ta thấy là all items less food and energy chúng ta cũng thấy được là nó cũng đã tăng mức ổn định là 0.3 tháng này so với tháng trước đó nhưng mà tháng trước đó nữa là 0.2 trước đó nữa là 0.3 và trước đó nữa là 0.3 nói chung thì những mặt hàng cũng đã có cái độ tăng ổn định rồi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy lý do tại sao mà cái phần trăm CPI không có giảm mạnh trong cái tháng này Tại vì một mặt hàng duy nhất các bạn, đó chính là mặt hàng gì? Đó chính là liên quan đến xe cũ. Không biết tại sao mà cái giá xe cũ trong cái công bố CPI lần này đó thì lại có cái sự tăng trưởng trở lại. Tại vì chúng ta nhìn thấy được là cái giá xe cũ cũng đã giảm nhiều tháng liên tục rồi. Các bạn nhìn thấy được là âm 1.3, âm 1.2, âm 2.5, âm 0.8. Nhưng mà ngược lại, tháng này so với tháng trước đó thì cái giá xe cũ lại tăng 1.6%. Và đây là một trong những yếu tố dẫn đến chúng ta thấy là chỉ số CPI không có giảm nhiều nếu như mà chúng ta không có cái sự kiện nó xảy ra đó thì chỉ số CPI sẽ giảm cái phần trăm nó nhiều hơn đó là điều mình muốn chia sẻ đây với các bạn nói chung thì nhìn tổng quát tình hình rất là tốt các bạn tuy là nhìn cái số tổng chúng ta không thấy được tiến triển nhưng mà nhìn kỹ hơn đó, thì chúng ta đã thấy rất nhiều tiến triển tốt đối với rất nhiều mặt hàng thì có thể là nhiều bạn nói là Thuận giải thích từ nãy giờ Nhưng mà có liên quan gì đến mình đâu Mình đâu sống ở Hoa Kỳ Thì mấy cái này nó cũng đâu có ảnh hưởng Cái mà các bạn nên hiểu là chỉ số CPI Nó ảnh hưởng đến lãi suất của Fed Và lãi suất của Fed ảnh hưởng đến dòng tiền Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta rất là quan tâm các bạn Và không chỉ riêng là crypto Các bạn đầu tư vào bất cứ một mảng nào khác Liên quan đến bất động sản Chứng khoán vân vân Thì các bạn cũng nên có cái sự quan tâm Và chúng ta nhìn thấy là đối với những thông tin đó Thì ngày mai khả năng là Fed vẫn sẽ sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn 98.2% bây giờ nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất thì chúng ta gần đây cũng đã nói tới khá là nhiều về đề tài này rồi và khả năng là chúng ta đã thấy là lãi suất đã đến đỉnh rồi nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất là khi nào Fed mới giảm lãi suất các bạn thì dựa vào chỉ số CME đó chúng ta có thể thấy đã có một cái sự thay đổi trước đây các bạn đã nhớ là khi chúng ta nhìn vào cuộc họp vào tháng 3 của năm sau và wow, các bạn mới đây thôi chúng ta đã nói tới tháng 3 của năm 2024 như là quý 1 của năm 2024 rồi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cách đây vài tuần đó, thì cái chỉ số CME cho thấy được là phần lớn mọi người kỳ vọng là Fed sẽ có được giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3 nhưng mà bây giờ đã không phải nữa các bạn. Ở thời điểm này thì 54.2% nghĩ là cuộc họp vào tháng 3 của năm sau Fed vẫn sẽ giữ nguyên lãi suất tại vì chúng ta thấy lãi suất bây giờ là 5.25 tới 5.5 như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta thấy được bên dưới này cũng là 5.25 tới 5.5 là cái phần có phần trăm nhiều nhất. Thì có nghĩa là cho đến tháng 3 của năm sau lãi suất vẫn sẽ giữ mức cao cho đến khi nào các bạn cho đến tháng 5 của năm sau các bạn nghĩ là bước vào hè thì mới bắt đầu thấy Fed giảm lãi suất đợt đầu tiên là 48.9% bây giờ nghĩ đó là lúc chúng ta sẽ thấy Fed giảm lãi suất và chúng ta cũng có một cái thống kê một cái khảo sát đến từ CNBC thì họ cũng đã đưa ra một số những nhận định cũng tương tự như vậy Chúng ta nhìn thấy được là họ đã khảo sát rất là nhiều những cái chuyên gia kinh tế và những cái công ty Thì uh, bây giờ đó thì khoảng 50% người được hỏi cho rằng là Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 năm 2024 Giống như là dữ liệu trên CME Future nó cách biệt nhau là khoảng một tháng các bạn Nghĩa là chúng ta không nên có kỳ vọng bây giờ là Fed sẽ giảm lãi suất nhanh chóng Chúng ta có thể là phải đợi tới hè Điều này có nghĩa là những cái kỳ vọng trước đây đã bị đẩy lùi lại vài tháng. Tại vì sao các bạn? Tại vì nhiều người đó thì nghĩ là Chủ tịch John Powell vẫn còn bị ám ảnh bởi sự kiện lạm phát của những năm 1970 chúng ta thấy được là chủ tịch John Powell của Fed thì ông thường nhắc đến Paul Volcker và ông rất là lo lắng cái hiện tượng là giảm lãi suất quá sớm dẫn đến là lạm phát lại trở lại và lại phải tăng lãi suất một lần nữa. Tại vì bây giờ đã đã gây ra thiệt hại rồi khi mà tăng lãi suất thì đương nhiên làm chậm lại nền kinh tế, làm cho người ta thất nghiệp. Điều đó đã xảy ra rồi thì nên có sự chắc chắn là lạm phát sẽ không trở lại. Cho nên chủ tịch John Powell có thể là vẫn ám ảnh bởi cái sự kiện đó của nhiều năm trước cho nên có khả năng là ông sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn và lâu hơn mọi người kỳ vọng thì chúng ta thấy được là lãi suất hiện tại là 5.25 tới 5.5% thì khi mà chúng ta nhìn vào kỳ vọng ngay bây giờ đó dựa theo cái khảo sát này thì chúng ta nhìn thấy được là cuối năm sau đó thì kỳ vọng lãi suất của Fed sẽ giảm xuống còn 4.53% nhưng mà mãi tới năm 2025 cuối năm đó thì lãi suất mới giảm xuống còn 3.73%. Điều mà các bạn thấy là có một cái sự trùng hợp với lại Bitcoin bình mỗi 4 năm các bạn chúng ta đều có sự kỳ vọng là năm sau sau khi mà có bình khoảng chừng là 6 tháng hay là 8 tháng nghĩa là khoảng cuối năm sau chúng ta sẽ bắt đầu thấy có một cái sự bùng nổ và đó là lúc theo lịch sử sẽ có một cái định mới các bạn dựa theo những ước tính thì chúng ta phải đợi tới tháng 11 của năm sau thì Bitcoin mới phá định cũ ra 69.000 đô và những tài liệu trên màn hình chúng ta thấy được cũng có cái sự trùng hợp về thời gian tại vì nếu như mà chúng ta thấy Fed giảm xuống còn 4.5% từ cái mức hiện tại là khoảng 5.25 tới 5.5 thì cái số lượng giảm đó cũng coi như đáng kể dẫn đến nguồn tiền chảy vào diện mạng đầu tư các bạn và nếu chúng ta nghĩ đến chu kỳ một bốn năm đó thì năm 2025 sau đó một năm bùng nổ giống như là năm 2021 giống như là năm 2017 và lúc đó là lúc mà Fed giảm lãi suất mạnh hơn đó là một sự trùng hợp và một điều nữa mọi người bây giờ đang lo lắng đó chính là liên quan đến suy thoái tài chính có suy thoái tài chính hay là không ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là 47% nghĩ là chúng ta sẽ có một cái hạ cánh an toàn 42% nghĩ là không có nghĩa là gần như 50-50 nhưng mà vẫn nghiêng về là lạc quan hơn các bạn chúng ta nhìn thấy được là ngay bây giờ có 49% nghĩ là chúng ta sẽ có một cái đợt suy thoái tài chính trong khi mà chỉ 41% nghĩ là sẽ không có mà thôi. Bây giờ thì hầu như 50-50. Quan trọng nhất là chúng ta hãy xem coi là Fed sẽ nói gì ngày mai. Các bạn Chủ tịch John Powell sẽ đưa ra những cái ý kiến gì, tư tưởng của ông năm sau sẽ là như thế nào. Tại vì suy thoái tài chính hoàn toàn có thể là tránh được. Tại vì đây là một cái đợt suy thoái tài chính tự tạo ra bởi Fed các bạn không giống như là những đợt suy thoái trước đây không giống như là chúng ta nói tới dịch bệnh hay là không giống như năm 2008 khi mà chúng ta có khủng hoảng tín dụng đợt suy thoái này nếu như mà xảy ra đi nữa đó thì tại vì Fed siết chặt nguồn tiền và quyết định siết chặt hay không đó là nằm trong tay của chủ tịch John Powell cho nên quan trọng nhất là ông có thả lỏng đúng lúc để không gây ra suy thoái tài chính hay là không. Cho nên ngay bây giờ đó thì mọi người là 50-50 các bạn, người ta không biết được. Thôi dưới đây chia sẻ với các bạn, có suy si thoái thì chính hay là không đó, thì chỉ ảnh hưởng nên ngắn hạn mà thôi tại vì không muốn suy si thoái tài chính thì ok tốt chúng ta sẽ tiếp tục thấy là thị trường sẽ có cái sự hồi phục tiền sẽ từ từ được thả lỏng và đi vào trong nền kinh tế nếu như mà có suy thoái tài chính thì trong thời gian ngắn đó có thể là vài tháng đó chúng ta thấy là mọi thứ nó sẽ tệ hơn thất nghiệp tăng cao chúng ta có thể nhìn thấy được là nhiều người có thể bán tài sản của mình ngay lúc đó giống như chúng ta nói tới là bất động sản ngay cả người ta bán luôn cả vàng bán luôn cả crypto bán luôn cả chứng khoán khi mà có suy thoái tài chính xảy ra tôi không biết cái này là chi chia sẻ cảm nghĩ của mình mà thôi tại vì khi mà có suy thoái đó tôi nghĩ là đầu tư không phải là điều mà họ quan trọng nhất nhiều người họ sẽ quan trọng là bảo tồn tiền mặt của mình hơn là đầu tư cho nên trong thời gian đó có thể chúng ta sẽ thấy giá cả sẽ không như ý muốn nhưng mà kết quả đều giống nhau của bạn có suy thoái hay là không có suy thoái kết quả đều giống nhau đó chính là tới cuối cùng Fed sẽ phải thả lỏng nguồn tiền và đó chính là động lực để mà thúc đẩy thị trường lên những cái mức mới giống như chúng ta đã nhìn thấy được là năm 2000 2020 khi mà cái dịch bệnh xảy ra thì mới ban đầu chúng ta thấy là tất cả tài sản đều giảm hết ngay cả vàng, ngay cả crypto, ngay cả chứng khoán luôn nhưng mà sau đó Fed bơm tiền vào thì tất cả tài sản lại đạt đỉnh mới cao hơn rất là nhiều và chúng ta cũng đã từng thấy những cái tài sản như là chứng khoán năm 2008 khi mà bắt đầu là có khủng hoảng đó thật ra chứng khoán đã giảm khoảng chừng một năm trước đó rồi sau đó Fed bắt đầu là thả lỏng năm 2019 dẫn đến là chứng khoán hồi phục và lập đỉnh mới dẫn đến là giá nhà ở Hoa Kỳ đã tăng trở lại và sau đó vài năm còn cao hơn cả cái mức trước khi mà có khủng hoảng bất động sản năm 2008 nữa các bạn. Kết quả đều giống nhau mà thôi. Con đường đến đó sẽ ra sao? Đó là cái sự khác biệt. Nhưng mà kết quả chúng ta thấy được là tiền vẫn sẽ được in ra, vẫn sẽ được bơm vào nền kinh tế và tài sản đó vẫn sẽ tiếp tục tăng giá. Ngày mai Thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn Và có nhiều bạn có hỏi Thuận về cái tình hình của chỉ số DXY Thì chúng ta nhìn thấy được là chỉ số này đó Nó cũng khá là cố chấp các bạn Cho tới bây giờ vẫn không muốn xuống dưới 100 điểm Chúng ta nhìn thấy là chỉ có một thời gian ngắn mà thôi Đó chính là vào tháng 7 của năm nay Chỉ số này giảm xuống 99 điểm Nhưng mà ngay sau đó chúng ta thấy được lại tăng ngược cho lên Tới cái mức cao là 107 điểm Vào tháng 10 Rồi sau đó điều chỉnh xuống tới mức hiện tại là 103.88 điểm thì nhiều bà hỏi thùng là yếu tố gì có thể dẫn đến chỉ số dxy này giảm xuống tại vì chúng ta thấy là nó có một cái sự tương quan âm với thị trường tài chính khi mà chỉ số dxy tăng thị trường tài chính giảm và ngược lại thì đương nhiên đối với một người đầu tư ra thì nhiều bạn muốn thấy chỉ số này nguội lại, thôi cũng muốn chỉ số này nguội lại các bạn. Nhưng mà các bạn nên hiểu là chỉ số DXY là một cái thước đo sức mạnh của đồng đô la so với lại những đồng lớn khác, giống như chúng ta nói tới đồng bảng Anh, đồng euro, đồng yên Nhật Bản vân vân. Thì khi chúng ta thấy chỉ số này tăng lên có nghĩa là đồng đô la tăng giá so với lại những cái tiền pháp định còn lại và chỉ khi nào một trong hai điều xảy ra hay là cả hai thì chúng ta mới thấy chỉ số này giảm xuống một là chúng ta thấy được là Fed bắt đầu đã có giọng điệu thả lỏng nghĩ đến chuyện là giảm lãi suất thì chúng ta mới thấy là chỉ số này bắt đầu nguội lại tại vì đồng đô la lúc đó có thể là sẽ yếu đi nếu như mà những đồng khác không thay đổi còn trong trường hợp là chúng ta thấy là Fed nghĩ đến việc giảm lãi suất những quốc gia khác cũng nghĩ đến việc giảm lãi suất để mà kích thích nền kinh tế thì chỉ số này cũng chưa chắc là nguội lại đâu các bạn chúng ta cần phải thấy được là fed có cái sự mềm mỏng hơn với là chính sách tiền tệ và những quốc gia khác đã tiếp tục có cái vị thế cứng rắn thì chúng ta mới thấy chỉ số này giảm xuống cho nên chúng ta mới thường hay theo dõi tin tức liên quan tới Fed. Thôi cũng dành khá nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn trong phần đầu liên quan đến cái sự kiện của Fed ngày mai tại vì tôi muốn các bạn có một cái nhìn tổng quát về tình hình nói chung các bạn không phải là chỉ riêng về crypto, đúng là crypto là một cái thị trường riêng nhưng mà chúng ta thấy được dòng tiền chỉ có một mà thôi và chúng ta thấy dòng tiền cũng ảnh hưởng đến thị trường crypto này. Về mặt tin tức thì chúng ta vẫn tiếp tục theo sự tiến triển của Bitcoin Spot ETF không có gì khác biệt so với trước đây các bạn chúng ta vẫn tiếp tục nghe những công ty gặp riêng SEC và đặc biệt đó là BlackRock đã có cuộc gặp riêng với SEC ngày hôm qua để thảo luận về Bitcoin Spot ETF và đây là lần thứ ba BlackRock gặp riêng SEC rồi và chỉ trong một tuần thôi chúng ta thấy được là đã có tổng cộng 4 công ty tính luôn BlackRock đã có cái sự gặp gỡ riêng với SEC để mà bàn về những chi tiết liên quan tới Bitcoin Smart ETF Những chi tiết gì thì các bạn thấy được là phần lớn liên quan đến chi tiết kỹ thuật Và một trong những điểm mà tuy là SEC chưa có chia sẻ là họ đang quan tâm đến điều gì Nhưng mà dựa theo những thông tin được trình bày với SEC đó, Thì rất rõ ràng có một cái điểm mà cho tới bây giờ những công ty về SEC vẫn chưa có đồng thuận được. Đó chính là việc liên quan tới những công ty trung gian đâu có cần phải lưu trữ Bitcoin hay là không. Thân cũng đã từng chia sẻ thông tin này với các bạn. Nhưng mà để hiểu một cách đơn giản nhất là khi mà phát hành Bitcoin Spot ETF đó, chúng ta sẽ có công ty phát hành giống như là trong trường hợp này BlackRock thì đương nhiên họ sẽ phải lưu trữ Bitcoin cái đó là không gì gọi là quá bất ngờ các bạn tại vì đây là một cái Bitcoin Spot ETF họ lưu trữ Bitcoin họ để phát hành cổ phần của mình nhưng mà BlackRock là công ty phát hành các bạn và sau đó sẽ có những công ty trung gian giống như là những ngân hàng đó họ sẽ phân phối giống như là bán sĩ BlackRock sẽ bán sĩ những công ty đó và những công ty đó họ sẽ bán cho những cái sàn giao dịch những sàn giao dịch sẽ bán cho những người trade bình thường như là thuận về các bạn đó là cái hoạt động của những cái quỹ ETF này nhưng mà đây là một quỹ ETF nó có một cái hàng hóa đứng chính giữa đó chính là Bitcoin thì chúng ta thấy được là so sánh với lại vàng đây thì những công ty trung gian họ không có lưu trữ vàng chỉ công ty phát hành lưu trữ vàng mà thôi tại vì công ty trung gian lưu trữ vàng rất là phiền phức cho họ và họ phải có bằng lưu trữ vàng rồi lại sợ mất vân vân và trong trường hợp này đó thì bitcoin nó không phải như là vàng nó không phải là vật chất cho nên blackrock và những công ty khác đó thì họ muốn là những công ty trung gian phải lưu trữ bitcoin tại vì làm cái gì sẽ đơn giản hơn cho họ những công ty trung gian đó có thể là phát hành dựa theo số lượng bitcoin mà họ có phát hành cổ phần hay là thu lại cổ phần và trả bitcoin cho người muốn thì nó sẽ đơn giản hơn Chứ nếu không đó thì mỗi một lần như vậy phải trở về BlackRock để mà phát hành hay là thu lại cổ phần. Thì đương nhiên đối với BlackRock họ sẽ lựa chọn cái cách làm là những công ty trung gian, những cái market maker sẽ phải lưu trữ Bitcoin. Nhưng mà SEC thì lại không có đồng tình các bạn. SEC nghĩ là như vậy đó thì sẽ khiến cho mọi thứ nó giống như là không có được rõ ràng, tại vì những công ty trung gian đó là những ngân hàng, những công ty uh, trading thì họ có bằng với lại SEC để mà giao dịch chứng khoán mà thôi và bitcoin lại là một cái hàng hóa thì họ có được giao dịch hay là không, rồi về mặt pháp lý như thế nào, cho nên các bạn thấy đây là cái điểm mà hai bên vẫn chưa đồng thuận. đương nhiên cái cách giải quyết đơn giản nhất là Blackrock nói là OK vậy thì tôi sẽ lưu trữ và tôi sẽ có một đơn vị để mà phát hành và thu lại những cái cổ phiếu ETF đó. Cho nên những công ty này đó họ gặp riêng SEC để mà trình bày cái cách hoạt động của họ để mà giải thích với SEC. Tôi muốn chia sẻ để các bạn nào mà thường hay theo dõi X, theo dõi Twitter đó thì các bạn thấy được là có nhiều cái người chia sẻ họ nói liên quan tới in kind transfer, in -Ki transfer là gì? Đó chính là công ty trung gian có cần phải lưu trữ Bitcoin hay là không, hiểu đơn giản là như vậy và với cái sự điều chỉnh thì chúng ta cũng đã thấy được là những chỉ số mà chúng ta quan tâm cũng đã có sự điều chỉnh luôn. Chúng ta nhìn thấy được là phần trăm bịt khôi đang có lợi hiện tại khi mà thùng zoom vào các bạn sẽ thấy là cũng đã có một cái sự điều chỉnh xuống ngay bây giờ đã ở mức là 87% các bạn chúng ta vừa ở mức là 91% nghĩa là rất là gần cái vùng màu đỏ luôn và đương nhiên khi mà đi vào vùng màu đỏ đó khả năng chốt lời rất là cao các bạn và sẽ dẫn đến giá có thể là điều chỉnh rất là sâu cho nên khi mà giá ngồi lại như thế này đó cũng rất là tốt cho những chỉ số này nó sẽ có một cái sự ngồi lại một cái sự reset lại tại vì chúng ta thấy được là giá của bitcoin cũng đã tăng 8 tuần liên tục rồi ngồi lại một chút trong tuần này cũng là điều bình thường thôi các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số NUPL thì như thế nào. Thì như nhiều bạn đã biết chúng ta đã trở lại cái dùng màu nâu. Có nghĩa là chúng ta vừa bước vào cái dùng belief nghĩa là màu xanh lá cây các bạn. Nghĩa là cái dùng lòng tin. Chúng ta bây giờ đã trở lại cái dùng lạc quan optimism. Thì đây cũng là một cái sự điều chỉnh Tại vì giá cả đã có cái sự điều chỉnh xuống Về altcoin đó thì các bạn thấy là Tuy cũng có một cái sự điều chỉnh Ngày hôm nay cũng có nhiều màu đỏ Nhưng mà trên căn bản khi chúng ta nhìn vào Cách đây một tuần nữa thì vẫn có nhiều altcoin Có cái sự tăng trưởng Các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua đó Tuy là Bitcoin và Ether so với giá một tuần trước Thì cũng đã giảm khoảng chừng là 5-6% Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là BNB thì vẫn tăng là 6.5 Chúng ta có Solana vẫn dương 2.9 hiện tại chúng ta có Cardano Vẫn còn tăng 32% Amalan cũng dưới các bạn Polkadot cũng tăng 16% và chúng ta thấy được là gần đây cũng có nhiều meme coin cũng có sự tăng trưởng và có một cái meme coin ở trên mạng lưới Solar là là bon các bạn thì meme coin này cũng đã tăng trưởng rất là nhiều trong vòng 2 tuần qua 136% tuy nhiên trong vòng một ngày qua ra thì đã xuống khoảng chừng là 23% các bạn mặc dù là hôm nay đã có một cái thông tin tốt đó chính là Coinbase họ sẽ chuẩn bị list đồng bon này họ không nói là khi nào các bạn nhưng mà họ nói là họ sẽ chuẩn bị list cái đồng này nhưng mà giá vẫn có cái sự điều chỉnh ngày hôm nay, tại vì gần đây chúng ta thấy độc này cũng đã tăng khá là nhiều rồi và chúng ta nói tới những tin tức lớn đó thì chúng ta thấy được là El Salvador thì cuối cùng họ sẽ phát hành cái trái phiếu núi lửa của họ văn phòng Bitcoin của El Salvador. bạn <laughs> mỗi lần đọc thôi lại cảm thấy mắc cười tại vì bây giờ chúng ta đã thấy quốc gia có văn phòng Bitcoin các bạn, giống như là chúng ta nói văn phòng thuế, văn phòng sở giáo dục, chúng ta có một văn phòng Bitcoin ở một quốc gia. <laughs> chúng ta đã đi rất là xa rồi các bạn tới bây giờ chúng ta đã có những quốc gia thực sự ủng hộ và đương nhiên dẫn đầu phong trào đó chính là Salvador các bạn thấy được là họ bây giờ đã công bố trái phiếu núi lửa Bitcoin của Salvador đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý và cuối cùng sẽ được phát hành vào quý 1 năm 2024 họ cũng rất là khôn các bạn tại vì chúng ta đã nhớ cái chiến lược này đã có từ năm 2021 đương nhiên qua năm 2022 đây thì rất là tệ và năm nay là cái năm hồi phục và họ đã lựa chọn là sẽ phát hành năm sau các bạn lúc mà thị trường lại ngày lại càng sôi động hơn và như bạn nói là khi phát hành đây thì mua ở đâu thì họ sẽ hợp tác với lại sàn Bitfinex thường không biết được là họ sẽ bán như thế nào nhưng mà sàn Bitfinex sẽ là sàn mà sẽ hỗ trợ họ để mà bán cái số lượng trái phiếu này Chúng ta thấy được là kế hoạch đó là họ sẽ phát hành 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu vào năm 2022 Và cái số tiền này khi mà họ bán đó, Họ sẽ dùng làm gì các bạn? Trái phiếu đương nhiên là giấy nợ Nghĩa là họ sẽ mượn 1 tỷ đô la Và 1 tỷ đô la này 50% nghĩa là 500 triệu họ sẽ dùng để mà mua Bitcoin các bạn. À, họ sẽ tiếp tục thu mua thêm Bitcoin và phần còn lại được sử dụng cho cơ sở hạ tầng đào Bitcoin, sử dụng năng lượng từ núi lửa của họ. Cho nên như họ mới gọi đây là một cây trái phiếu núi lửa các bạn. Tại vì họ vay mượn thì tiền ở đâu để mà trả thì đương nhiên 50% họ phát triển một cái cơ sở hạ tầng để mà đào Bitcoin từ năng lượng núi lửa thì sau đó họ sẽ bán Bitcoin đó và họ sẽ dùng đó để mà trả nợ. Tiền thu được từ trái phiếu cũng sẽ được sử dụng để mà trả nợ cho chính phủ và tài trợ xây dựng thành phố Bitcoin. Và sự thành công gần đây của trái phiếu của Salvador đó cũng đã thu hút được sự quan tâm từ nhiều tập đoàn lớn bao gồm cả ngân hàng JP Morgan, Ethan Vance và PGIM Fix các bạn. JP Morgan cũng nói là họ cũng đáng tiếc là đã bỏ qua cơ hội để mà đầu tư vào trái phiếu của Salvador trong vòng khoảng chừng là hai năm qua tại vì họ nghĩ là Salvador sẽ thất bại nhưng mà cuối cùng là Salvador cũng đã có một sự thành công các bạn họ cũng đã trả được một phần nợ của mình và chúng ta thấy được là cho dù Jamie Diamond có nghĩ sao về Bitcoin đi nữa cho dù ông có nghĩ ông ghét Bitcoin như thế nào ngân hàng JP Morgan lại rất hứng thú đối với những thứ liên quan tới Bitcoin như các bạn đã nhìn thấy và gần đây đó chúng ta thấy được El Salvador cũng đã đưa ra thêm một cái chiến lược nữa là những người nào mà muốn trở thành công dân của Salvador có quốc tịch ở El Salvador thì người đó cần phải đầu tư vào Salvador với cái mức là 1 triệu đô la thì sẽ nhận được quốc tịch của El Salvador và sau khi mà công bố cái tài vài ngày đó dựa theo Matt Kaiser đã có 153 người họ đã quyên góp tổng cộng là 153 triệu đô la các bạn để có thể trở thành công dân của El Salvador Wow các bạn <laughs> Chúng ta thấy được là nếu như tiếp tục như vậy đó, El Salvador có nhiều chiến lược liên quan tới Bitcoin Thì quốc gia này sẽ hoàn toàn không có nợ bất cứ ai Vào năm 2030 Và năm 2030 đó chỉ cách bây giờ Chỉ có khoảng chừng là 7 năm mà thôi các bạn 7 năm sau El Salvador sẽ trở thành một quốc gia mà không nợ bất cứ ai Tới lúc đó tôi nghĩ là nhiều quốc gia cũng đã có một cái nhìn nghiêm túc hơn về sự chấp thuận Bitcoin có thể mang đến lợi ích gì rồi Tôi cũng muốn cập nhật một cái thông tin với các bạn. À, gần đây đó, cái tên khoảng chừng là hai ngày thì có rất nhiều những thông tin được chia sẻ ở trên X. Và tôi cũng đã đọc nhiều bài viết liên quan đến việc là khi các bạn sử dụng Ledger Live. Ledger Live là cái phần mềm mà các bạn dùng để mà kết nối với cái ví lạnh Ledger. Thì cái ứng dụng này đó, khi mà các bạn sử dụng thì họ sẽ thu thập một số thông tin như là cái số lượng truy cập trang thông tin giao dịch tiền điện tử, số lượng tài khoản, thời gian sử dụng phiên, loại thiết bị phần cứng, phiên bản firmware và nhiều thông tin khác. thì họ thu thập để làm gì? À, thì các bạn thì được là Ledger đó không có chia sẻ rõ ràng cái phải họ thu thập để mà họ bán lại cho những công ty thứ ba để mà dùng đó để mà quảng cáo hay gì đó. cái đó anh thường không biết các bạn. nhưng mà nói chung đó, thì có nhiều sự chia sẻ trên X Mà tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn là nếu như các bạn muốn hạn chế việc thu thập dữ liệu thì các bạn có thể truy cập vào cái phần cài đặt settings. Nghĩa là các bạn bấm vào cái phần settings ở bên trên cái lại trở lại các bạn. Sau đó các bạn có thể uh, vô hiệu hóa cái phần gọi là analytics các bạn. Nghĩa là cái phần này các bạn bấm vào settings bên trên này. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vô hiệu hóa thì nó sẽ hạn chế thu thập thông tin nó giống như là khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng của Apple trước đây đây thì các bạn thấy được là Facebook những cái ứng dụng đó thu thập rất là nhiều dữ liệu của các bạn và họ thu thập để mà họ có thể quảng cáo hiệu quả hơn nói chung đó là Apple chia sẻ nhiều thông tin đó với lại những cái ứng dụng app nhưng mà sau này đây thì các bạn thấy được là mỗi lần các bạn sử dụng thì nó sẽ có cái uh, pop up nói là các bạn muốn chia sẻ dữ liệu hay không các bạn hãy bấm yes hay, hay no cái này nó cũng tương tự như vậy nói chung đó thì tôi cũng không thích những cái ứng dụng mà thu thập thông tin không cần thiết đâu các bạn giống như là khi các bạn sử dụng điện thoại nhiều khi đó các bạn sử dụng điện thoại chụp hình thì họ lại hỏi các bạn là có muốn chia sẻ vị trí hay là không thì chụp hình làm gì mà cần phải chia sẻ vị trí các bạn họ thu thập để họ sử dụng cho mục đích riêng cái này đã cũng tương tự như vậy và không chỉ riêng là Ledger các bạn nhiều người bây giờ đã cũng đã nhìn vào nhiều cái mã nguồn thì thấy được là ngay cả những cái ứng dụng như là chúng ta nói tới là ví của MetaMask thì cũng có cái sự tương tự các bạn MetaMask cũng thu thập một số dữ liệu tuy là họ chưa biết được là những dữ liệu nào nhưng mà các bạn thấy được là MetaMask cũng thu thập dữ liệu của người dùng chỉ có một công ty duy nhất bây giờ đó họ nói là họ không thu thập những dữ liệu không cần thiết đó chính là Trezor hiện tại thì bà ba đã biết là trên store của Thuận Capital đó thì có cả hai Ledger và Trezor bản thân Thuận thì vẫn đang sử dụng cả hai hiện tại cho nên Thuận cũng muốn có một cái sự rõ ràng mà chia sẻ tất cả những thông tin với các bạn để các bạn có một cái sự lựa chọn và nhiều bạn hỏi Thuận là nên sử dụng Ledger hay là Trezor thì Thuần sử dụng cả hai tại vì đó là cách mà Thuần có thể quản lý rủi ro các bạn có thể là đa dạng hóa chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin kế tiếp các bạn thì uh, Trump đã trở lại đây các bạn với một cái bộ sưu tập NFT mới đây là bộ sưu tập lần thứ ba rồi chúng ta biết là hai cái đợt trước đây cũng đã bán rất là chạy và đợt này đó uh, thì Trump đã trở lại bộ sưu tập NFT có tên là Mugshot thì uh, chúng ta biết là Mugshot có nghĩa là cái hình các bạn chụp là mảnh hồ sơ khi mà bị bắt bởi cảnh sát các bạn thì đây là bộ NFT sẽ dựa vào đó và lần này đó thì có một sự đặc biệt ngoài cái việc là các bạn có thể mua những cái NFT với giá là 99 đô à, nhưng mà lần này đó thì ai mua 47 NFT sẽ được tặng một thẻ sưu tầm vật chất các bạn và cái thẻ sưu tầm vật chất này ra sẽ bao gồm một phần đó chính là gì các bạn đó chính là cáo áo vest của Trump bận hôm đó thì cá vé đó sẽ được cắt ra thành từng mảnh nhỏ các bạn và sẽ à, để vào cái thẻ vật chất đó để mà gửi cho người mua khi mà các bạn mua 47 NFT và những người may mắn đó thì sẽ nhận được chữ ký trên đó. Nói chung là thì những người nào mà có thú thì có thể thu mua. Mới đầu đó khi mà thấy cái video được chia sẻ tương tự nào là chắc ai đó troll thôi các bạn. Nhưng mà các bạn thấy đó là sự thật tại vì thuận lên trên trang chính thức đó, thì cái video đó nằm ở trên trang chính thức luôn. Sự thật là có bộ sưu tầm thứ ba này. Về quan điểm của Donald Trump bây crypto đó, thì các bạn thấy được là mới đầu thì ông không có thích crypto đâu và ông nghĩ đó là một cái gì đó cạnh tranh với đồng đô la và quan điểm của ông thì luôn bỏ về đồng đô la nhưng mà các bạn thấy được là sau đó chúng ta cũng đã nhìn thấy là vợ của Donald Trump cũng đã có bộ sưu tập NFT rồi sau đó ông đã bán cái đợt NFT đầu tiên rồi thứ nhì và bây giờ các bạn thấy được là với cái sự thành công đó đã có bộ NFT lần thứ ba và tiền gây dựng được thì có thể dùng để mà đi tranh cử tổng thống và nói tới đây đó, thì các bạn đã thấy là công ty VNX đã đưa ra một cái lập luận họ nói là kỳ vọng cựu tổng thống Donald Trump sẽ tái chiếm Nhà Trắng có như là đắc cử năm sau. Điều này sẽ giúp giá Bitcoin tăng lên 100.000 đô vào tháng 12 năm 2024 với vốn hóa thị trường là khoảng 2.000 tỷ đô la các bạn. Nói chung thì đối với lại Donald Trump thì nếu như mà ông tái đắc cử thì đó là một điều tốt đối với crypto dựa theo VanEck. À, ít ra nó cũng có thể là chấm dứt cái sự thù địch crypto hiện bây giờ từ SEC và tôi đã chia sẻ với các bạn một số những cái dự đoán của họ liên quan đến năm 2024 crypto sẽ ra sao và một trong những dự đoán của họ đó là tuy có thể chúng ta chưa biết được ai sẽ là tổng thống kế tiếp nhưng mà năm sau đó vì bầu cử tổng thống có thể dẫn đến cái sự lạc quan cái sự kỳ vọng sẽ có một tổng thống mới từ một đảng mới điều đó cũng đã đủ để có thể khiến cho thị trường crypto tiếp tục phát triển và nói tới những cái sự kiện liên quan đến những cái công ty crypto đó với là chính phủ Hoa Kỳ đó thì các bạn thấy ngày hôm nay, sang dịch KuCoin đã giải quyết cái vụ kiện với tổng chương lý New York và sẽ rời khỏi bang New York chấp nhận đóng phạt 22 triệu đô la. Tiểu bang New York nhưng mà nào mà không đành là một chương tiểu bang mà cực kỳ chắc giao đối với crypto các bạn gắt gao hơn cả những tiêu bang khác, gắt cao hơn cả Cali luôn các bạn. Có thể nói là tiểu bang New York đó, một công ty muốn hoạt động ở đó cần phải có bằng riêng của New York và hầu như rất khó để mà có. Chúng ta chỉ có những công ty như là Coinbase hay là Gemini mới có những bằng đó các bạn. Nhưng mà cái bằng đó đó gọi là Bit License cho dù các bạn có đi nữa thì một số đồng cũng không thể có thể cung cấp cho người dân New York và không chỉ riêng là thị trường crypto đâu chúng ta thấy được là New York cũng rất là các cao đối với là những công ty tài chính nhiều công ty họ quyết định không cung cấp dịch vụ ở New York là vì lý do đó và hôm nay KuCoin cũng đã giải quyết cái vụ kiện này và đóng phạt và chúng ta đã nhớ là tổng trưởng lý New York có nghĩa là luật sư trưởng New York đã kiện KuCoin vào tháng 3 của năm nay tại vì sàn KuCoin hoạt động ở New York mà chưa có đăng ký. Điều thú vị đó là trong đơn kiện đó họ đã cáo buộc những đồng tiền điện tử phổ biến như là Ethereum, Luna, Terra UST. đó chính là những chứng khoán các bạn và điều thú vị nhất đó chính là họ đã nêu tên Ethereum. Điều mà các bạn nên biết đó là điều này cũng không có ý nghĩa gì tại vì đây là tổng chương lý New York chứ không phải là SEC. SEC đó thì chưa bao giờ Newton Ethereum trong bất cứ một cái vụ kiện nào hết và đây là cái sự thỏa thuận giữa KuCoin với đại tổng chương lý về việc là đăng ký để hoạt động ở New York chứ nó không có liên quan đến cái gì là chứng khoán. Đó là điều mà điều tôi muốn chia sẻ đây với các bạn. Chúng ta cũng thấy một cái thông tin liên quan đến Uniswap à, thì sang giao dịch phi tập trung Uniswap đã mở rộng hoạt động của mình sang Bitcoin thông qua sidechain Rootstock đường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn về thông tin này thì việc triển khai phiên bản Uniswap version 3 trên Rootstock được thực hiện bởi GFX Labs. Sự triển khai này đã nhằm mục đích tăng cường hệ sinh thái DeFi của Bitcoin, đặc biệt là trong việc hoán đổi những cái token BSC 20. Mặc dù là tiêu chuẩn token BSC 20 mới được giới thiệu gần đây nhưng mà giá trị vốn hóa cũng đã tăng trưởng đáng kể với cái token O chiếm hơn 90% thị phần. DeFi đã từ từ tiến tới hệ sinh thái Bitcoin các bạn. thì cái các bạn nên hiểu ở đây đó, là chúng ta đang nói tới một cái mạng lưới sidechain nó không phải là mạng lưới tầng hai các bạn có thể nói là sidechain là một mạng lưới blockchain riêng biệt nó sẽ kết nối với mạng lưới chính thức thông qua cầu của các bạn và cái cầu này là cầu hai chiều thì cái hoạt động đó là cái sidechain này có thể có những hợp đồng thông minh cho nên chúng ta mới thấy được là có uniswap trên đó và khi mà các bạn nghĩ đến mạng lưới chính thức của bitcoin đó, thì sẽ không được sử dụng để mà giao dịch trực tiếp mà nó sẽ thông qua cái side chain này có nghĩa là các bạn giao dịch một cái token BC20 đó thì nó sẽ được lock lại, Tại sao nó sẽ lock lại ở trên cái sidechain này và cùng lúc đó đó là cái sidechain và cái chain kiến thức nó sẽ có một sự đồng thuận với nhau cho nên sẽ không dẫn đến cái chuyện là có tài sản nhân đôi các bạn chứ nếu không nên các bạn vẫn có một cái BAC20 trên mạng lưới của Bitcoin và các bạn lại có một cái BAC20 trên mạng lưới của sidechain này tất cả chỉ là một mà thôi và nó có cái sự thông thương với nhau thì những giao dịch sẽ được xảy ra trên cái side này rồi sau đó sẽ cập nhật lại với lại cái mạng lưới chính thức đó là cái hoạt động của cái side trang này chứ không phải là sử dụng mạng lưới chính thức của bitcoin cho nên nhiều bạn cũng có sự lo lắng là cái phí nó sẽ cao và sẽ rất là chậm tất cả đều sẽ xảy ra ở trên cái side chain, rồi sau đó cập nhật trên mạng lưới chính thức đó là điều mà các bạn nên hiểu ở đây và đây cũng là một trong những thông tin cho các bạn thấy những cái BAC20 thật sự là có nhu cầu những cái inscription cũng có nhu cầu của bạn những cái Bitcoin NFT cho nên về việc liên quan đến là sẽ xóa bỏ inscription xóa bỏ ordinals thường cảm thấy là nó không khả thi lắm đâu các bạn nói tóm lại đó thì ai muốn xóa bỏ inscription hay là xóa bỏ onenode mạng lưới bitcoin thì giống như là lucas shir đã nói là sẽ đưa ra một cái phiên bản mới rồi cộng đồng sẽ bỏ phiếu cho phiên bản đó và cộng đồng sẽ được quyết định tương lai của bitcoin sẽ ra sao nên có onenode inscription hay là không nên có và cái này là một cái hình minh họa thôi các bạn cho các bạn thấy được là cái sidechain nó hoạt động như thế nào đây là cái mạng lưới sidechain bên dưới này là mạng lưới blockchain chính thức thì nó sẽ có một cái cầu kết nối với là mạng lưới chính thức và còn hai thông tin nữa cho như mà nào mà quan tâm đến Dogecoin thì chúng ta thì là Dogecoin bây giờ sẽ ở lại nhà tù của Montenegro khoảng chừng là hai tháng nữa rồi sau đó nó mới có quyết định là sẽ dẫn độ về Hoa Kỳ hay là dẫn độ về Hàn Quốc chúng ta phải chờ thêm hai tháng nữa và chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới Richard Hoy chúng ta đã biết là SEC cũng đã kiện Richard Hoy và kiện Hex nói đây là một cái chứng khoán chỉ đăng ký và các bạn thì là không chỉ là hát mà polchen, blockchain đều được new tên trong cái vụ kiện này và hiện bây giờ đó thì chúng ta thấy được là cuối cùng thì cái đơn kiện đó cũng đã đến tài của richard hoi tuy là sec đã thông báo kiện nhưng mà theo luật đó thì đơn kiện đó phải được nhận bởi cái người bị kiện mới coi là chính thức và trong mấy tháng này đó, không biết tại sao mà họ không tìm thấy được richard hoi nhưng mà bây giờ họ đã tìm thấy Richard Ho và cũng đã có bằng chứng cho thấy là Richard Ho đã nhận được cái đơn kiện này của SEC có nghĩa là nếu như mà Richard Ho bây giờ không phản hồi đơn kiện đó hay là không đến tòa theo quy định thì sẽ dẫn đến cái khả năng là sẽ gặp nhiều rắc rối pháp lý hơn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn